Chào các bạn, hôm nay tôi cùng các bạn đi ra chợ hàng sản thành phố Napoli, Italia để mua đồ ăn và nấu. Nào chúng ta cùng mua đi. Mua vé rồi, và chờ tàu. Lên tàu. Đang chờ tàu. Ga tàu nằm ngay cạnh bờ biển. Thế à? Đấy, anh này. Trời ơi. Rồi, cái bức tường thành nó xây chắn gió, chắn biển, nó tạo thành một cái eo rất là đẹp. Tiếp tục chờ tàu vào trung tâm chợ hải sản. Tàu bắt đầu đến rồi. Xịt. Tàu hỏa đến rồi. Chúng tôi bắt đầu lên tàu. Vào tàu cũng rất là lịch sự, đi lên. Đây. Tàu rất là vắng vẻ, sạch sẽ. Cả nhà một toa. Tàu ý là lịch sự. Tàu, đi tàu khéo ngã nha. Đi đâu đấy? Tôi đang ở đâu? Đi tàu đi. Và cũng rất là rộng. Và rộng. Tiếp tục là đò tìm hướng cái gara của nó to đó. Bật Forza Napoli. Nó chào hơn đấy. Napoli. Đấy, Napoli nó quảng cáo. Anh sẽ nhìn đường đi anh ạ. Cô vào. Lại tiếp tục đi. Mở đây nè. Trời, hôm nay nắng nha, đẹp nha.
cứ mà không, cái thời tiết biển như nó cứ báo mưa đây không ạ? Trên mạng kia nó cũng báo mưa nhưng thời tiết biển nó thế mà. Mưa. Dạ vâng. Rồi, nhà kia bị cháy kiểu một cái. Chúng ta đã đến thủ đô. Trung tâm Napoli. Rồi. Trung tâm Napoli này. Thành phố Napoli. Chắc có người đi qua nó chọc đá. Chúng tôi đến chợ cá này, chợ hải sản này, bắt đầu vào. Vừa mới tới cổng chợ cái đó, thấy mùi cá tanh nồng rồi. Thấy mùi. Rồi, con đứng xuống đi. Đây. Nhanh, ô tô, trời. Các cái cảnh không khác gì coi như các cái ban công quần áo dép hoa quả cái bắp rồi cả hầu nhé các thứ rồi hải sản tươi sống nhé hầu rất là nhiều. Có 5E không? Tôm này, tôm hùm. Rẻ quá nhỉ. Đâu tôm hùm à? Nó đang bơi. Các hải sản mấy cái hải sản Napoli đấy. Có bảng giá luôn. Có bảng giá kia. Một tôm này. Tôm ngon quá. Cô vậy ra đây xem này. Cá tôm này, cá này. Cá ngon quá. Ngon. Cần rất là ngon. Cá tươi sống nhá. Một rồi. Rất là rẻ, 1E một cân. 2E. Rất là rẻ. Cá thu với cá gì to tướng làm gì. Ủa, kìa cả. Cua 10 ơ. Một cân. Một ơ. Một cân hay không? 10 ơ thôi. Cân một con, một con, ghẹ. Ghẹ. Ghẹ này. Ngon lắm. 10 em. Cá thô. Mực. Rất là nhiều. Tôm hùm là 36 ơ. Này, tôm hùm 36. Ra khoảng 700. 700 một cân. Hùm. Rất là rộng. Okay.
cần sợ. Đấy. Yo. Super. Frozen, not really fresh. No. Oh. Napolitan man. Yeah. Where are you from? Super. Japan, China, where are you from? Korea. Vietnam. Vietnam, excellent. Vietnam. All right. Yo. Oh. Thank you. Yeah. 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 Đó, ông cảm ơn đấy mà, ông rất thích. Rồi, mà chào vòng. Rau, rau củ quả đây rất là tươi. Người dân ở đây thì nó cũng nhỏ thó thôi, nó không phải là to đồ sộ như là dân tiệc. Và người ta sống cũng kiểu gần như là Việt Nam, cũng ồn ã, hòa đồng. Rồi, cá đây. Rồi. Cá, cá thù. Không biết cái con này là con gì, con gì cá đuối này không nhỉ? Rẻ nhỉ? Có 6 em cân cá đuối ngon. Toàn đồ tươi nhá. Đấy, đồ đồ mua cái nào? Đồ thích không? Ở đây là có 3 loại này, 25 này. Con cá ấy kìa. Đuối. Đi tiếp. Đây, ra đây cuối rồi, hết rồi. Đây. Vậy là hôm nay quay lại chợ. Chạy, công an đuổi. Hồ Chí Minh. Nó mà đang bảo Hồ Chí Minh đấy. Y như đến sang dãy bên kia xem. Nhộm lắm, nó như ở như Việt Nam dân riết nó nhìn nó cũng khó tính. Nhưng mà nó y như nhìn nó cũng khó tính lắm. Cải bắp rồi. Cải ngon. Cá ngon thế, có 3 em cân. Tôm kia thì không tươi lắm nhưng các cái cá này ngon. Cá này ngon, 7 đồng. Con mực nang quá, con mực nang to đùng giống mình ạ. 10 ơ, 1 cân mực nang. Mực nang đấy, mẹ đi gần rồi. Đây, cống là 10 e đây này. Đây, trang trí dây này. Nó cũng không có nhiều loại hoa quả đâu. Trang trí dây dợ các thứ là cái rau củ quả. Có múc rau, có
Bạch tuộc to này. Tuộc to này. Mực. 14 đồng một cân. 14 em một cân. Đấy. Đây là hàng tươi. Tươi sống. Rất là. Mùi hải sản đấy là rất là tanh. Đấy, đi ngắm mía là mua được về chưa? Giỏi mua lắm. Okay. Thế đã mua được rồi. Ok. Rồi, mua về ăn. Rồi. Đây, sản phẩm của ngày hôm nay đi chợ. Đấy, buổi đầu tiên đi chợ hải sản nhá. Mua được từng lần này đi. Những món gì đây? Ui giời. Mực xào cái như là cần tây này, ngon chưa? Tôm. Và đây là món gì đấy? Con ăn con gì tôm? Không biết con gì, chắc con hến hào. Hào chai chai. Trùng trùng con mượn cái. Ngon chưa? Đây nhá, đây là cái món nước chấm thần thánh này. Tuyệt vời. Đấy, đáng nhiên hôm nay phải đi chợ mua bộ óc nữa về lại mới. À, con chanh ngon chưa? Bây giờ thiếu mỗi tí coi là bia nhưng mà thôi không sao, bia nó không phải là đặc sản của Ý. Thôi nha, mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Đúng rồi, giỏi lắm. Wow. Mời cả nhà. Chấm đi con. Không.